luôn. Tiếng tục. Mà dù đến không mềm về tiếng tục mà cho bạn mềm phải phải chịu dầu như tiếng tục. Hai mình nóng udon nhỉ. Cũng giống như ở Việt Nam. Có bay. Có bay. Có bay. Không biết bay, không biết tông bay gì nữa. Không. Không biết dùng nhân lực. Hà nó dày nữa. Ừ, giống quả. Nó lại. Không biết quả. Chịm lại quả. How much? Kia đây hả? Bên kia nó sờ sài. Chỗ cũ phải không? Lên. Có bằng những thứ này không? Bên đây hả? ST. Xịp luôn.
Hả? Ba cái có 50 bạc. Vớ hả? 35.000 là ba. 35.000 ba cái, quá đẹp. Mua đi. Mua đi. Ba đôi 50 bạc, 6 đôi 100 bạc. Cái này thật bạc, ba cái này thật bạc. Cái này thôi. Trời ơi. Này cũng có bán với số này rồi.
แล้วฝนมาแล้วนะฮะเราเฮ้ยยัดอีกจะไปไหนจ๊ะไปโรงพยาบาลคือค่ะ50บาท50บาทโรงพยาบาลจ๊ะบ้าเหรอไปไหนไปไหนเต็มแม่มาสามเดือนไหนดีเต็มแม่มาทำไหนคะตัวนี้เนาะเยอะๆ thank you 10บาทจ้าได้เลยครับgà này bên này món ông tí này 10 bạc này ui món này vừa hay ăn nè cũng có nguyên con cá luôn nè rồi mời ăn cơm được luôn nè ค่ะ 30 บาทเรื่องเลยนะคะค่ะคือแบบไงแล้วบิ๊กกินbánh trái cây nhưng mà ở đây người ta không có
có để sẵn có Nutella. Em phải mua Nutella để vô. Đây. Cái này nãy 35 bạc. Cái này 10 bạc. 10 bạc. Cái này 50 bạc. 50 bạc. Cái này 10 bạc. À, cái này tuổi thơ của mọi người nè. Có thùng luôn. Hả? Ta còn mà. Úi giờ. Để nằm đó em. Tụi ta ăn điểm này chăng? Thử ăn đi con. Từ từ đi, ăn trước đi. Không, con ơi, cũng đi. Ăn thấy sao? Ăn đi không? Cũng ăn trước đi. Rồi, đi. Cái này là bánh nè. Bánh đậu xanh á. Hồi xưa anh có ăn không? Tao ăn sơ xoài ở Udon sao không? Quá tuyệt vời nè. Chưa ăn mà chưa tuyệt vời, ăn cái vị đâu? Nó có khác ở... Ở đâu anh nhớ con gọi mà. Sô-cô-la thơm lắm. Đây. Này khỏi cần phải nói gì hết. Chỉ cứ bỏ miệng thôi. Nói gì kỳ vậy? Cũng ăn thử rồi. Sô-cô-la bị hạt dẻo. Hạt dẻ. Tay rửa sạch rồi. Trời ơi, uổng quá, chén này Nutella rồi. Tao ăn thấy sao? Ôi mềm, sô-cô-la mặn. Sô-cô-la mặn hả? Có vị mặn nữa hả? Đấy, đây là bánh mặn. À, bánh mặn rồi hả? Là bánh có chét bơ á. Ăn rồi miếng cuối. À, ăn rồi miếng cuối luôn hả? Miếng chuối. Miếng chuối. À, miếng chuối. Vô liền chứ không có mấy đứa con nó ăn hết. Cái lấy cái muỗng múc á con. Cái muỗng múc á. Lấy cái muỗng múc ra ngoài. Ngon lắm. Chuối ngọt. Có bụng gì dưới đó. Cái bánh nó có cái vị mặn mặn. Chuối nó có vị chát nha. Chứ chuối không có chín quá nè. Ngon. Các bạn có đi qua Udon này ăn thử. Cái này có 10, bao nhiêu? 30 bạc hả? 35 bạc. 35 bạc. Là khoảng 24-25 ngàn của mình thôi à. Bạn à, các bạn à, mua thêm mà hay gì đó. Ngon lắm nha. Các bạn mua thêm mà Nutella nữa, ngon. Nó sảy luôn đúng không? Hết sảy. Cái này là một trái xoài. Thế rồi ai ai lấy em coi. Ngon lắm. Anh em giờ mình làm thử sâu thịt nướng nha. Có cô bán vé số nhưng mà tụi con không có chơi vé số cô. Mi thank you. Làm thử một cái sâu thịt nướng của Udon nè. Bự lắm nha. Thôi mà. Các bạn tới Udon chắc bạn phải thích nhất định phải ăn thịt thì rất là mềm nha. Thịt mềm lắm. Ngon, ngon. Béo. Thôi này khác với lại cái xôi là khác với xôi bên Lào nha. Lào nó tơi hơn. Xôi Thái thì sao thấy cục cục luôn rồi. Mình qua bên Lào ăn xôi thấy nó khác hơn. Và cầm nó không có dính tay. Mà xôi bên Thái thì cũng không có dính tay. Nhưng mà nó khác với bên Lào. Trong bên Lào cứng hơn. Và nói chung là ăn xôi chỗ nào nó cũng như nhau. Chỗ nào nó cũng như nhau à. Nhưng mà chủ yếu là cái thịt ngon. Thật ngon chứ mà, à ngon mà lẻ. Ngon mà lẻ. Bạn cái mặt luôn á hả? Không mặt. Trời thì mát nha các bạn. Đây là gần bệnh viện Bangkok. Nhưng mà ở Udon nha. Cái miếng ở dưới là cái miếng ngon nhất. Cái miếng ở dưới nó dài dài.
Nước dừa vô ha. Cái này cũng chưa tưởng tượng là ăn mà bốc như thế nào. Ăn miếng xoài rồi, ăn miếng xôi, ăn miếng xoài, miếng xôi à. Xoài này á thì nó giống như xoài cá Hòa Lộc á, mà nó không ngọt bằng xoài cá Hòa Lộc, có cái vị béo của nước dừa. Xôi á thì nó có hơi mặn mặn, ăn cũng ngộ lắm mà. Coi bà xã mình ăn thế nào, ngon không? Xoài có giống với xoài cá Hòa Lộc không? Không phải không, lạc hơn không? Nhưng mà thơm là giống vậy ha. Không, xoài bên mình vẫn ngon hơn. Xoài mình ngon hơn đúng không? Xoài Thái không bằng đúng không? Nhưng mà được cái mà rẻ nhưng mà được nguyên trái xoài luôn. Nguyên trái luôn. Cái này là bao nhiêu nè? 35 bạc hả? 50 bạc. 50 bạc? 20 bạc. À, 20 bạc. 20 bạc có nghĩa là 50 bạc hả? 50 bạc. 57, 35 à? 35 ngàn. Nhưng mà vẫn ghiền cái món này thật sự ngon. Thịt nó làm mềm lắm, mà thơm lắm, rồi nó béo nữa, biết diễn tả sao. Nói chung là ngon. Chắc là nhà mình để có thể là mua thêm ra mấy sâu thịt để ăn, khá ngon. Chua với là thơm nữa hả? Thằng thêm miếng xôi coi thấy cảm giác như thế nào. Nó có vị béo của dừa. Cơm bị dai dai. Phải cơm, cái này là xôi. 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 Xoài ngon á. Là hơi nhạt, để nước dừa thôi. Hơi vàng á. Tôi các bạn vẫn ghiền nhất món đó hả? Ở đây. Món nào cũng ngon hết trơn. Nhất là món này. Bánh chuối. Sao có đi udon nữa không? Hả? Được tới có đi udon nữa không? Hả? Có. Có đi Udon hay đi Bangkok? Cả hai mà. Đi cả hai luôn à? Bên đó lại. Bên đó lại. Được tới còn có đi Udon nữa không? Dạ có. Còn bên đó lại đi Udon hay Bangkok á? Thì thích đi Udon hay Bangkok? Còn thích thì bắt tay vàng. Nhiều không thích đi bắt tay vàng đâu. Tây Gia có biển. Tây Gia có biển, biển đẹp lắm. Ăn thử bánh đậu xanh Thái nè. Đậu xanh không có ngọt quá. Anh tí ăn cánh gà. Sao cánh gà sao không? Có vừa không? Ở ngoài nó mềm, ở trong nó mọc nước. Chai dai. Cần phải chấm thêm gì không hay là về là vừa ăn à? Nếu có được ớt thì chấm ngon hơn. À, nếu mà có tương ớt thì ngon hơn đúng không? Nó cay cay đó. Còn thấy có ngon hơn gà ở Việt Nam không? Ngon hơn. Hả?
bánh nhau. Bánh nhau hả? Đây. Ở tương ớt là có tương ớt Việt Nam luôn rồi, Jinsu nè. May từ Việt Nam. Chili Mac. À, Chili Mac này may từ Việt Nam là qua tới Thái. Đây rồi đó. Kinh nghiệm chăn chê á. Kinh nghiệm đi Thái là phải mang theo mấy cái này, tại vì bên Thái cái vị nó tương ớt nó khác, nó không cay. Thái là cực kỳ cay nhưng mà không biết tại sao tương ớt người ta làm lại không cay. Sao có tương ớt Việt Nam vô ăn nó thấy sao? Ngon hơn không? Cay. Cay hả? Cay rồi. Con ớt cho tương cà không? Con tương cà không? Tương cà không hợp chỗ này. À, không hợp. Ghê vậy? Không hợp rồi ha. Không hợp rồi. Nhưng mà nó hợp cho cái này nè. Wow. Đúng không? Cái này về là phải lên mấy chục ký. Ba chỉ. Ba chỉ chiên hả? Hay là nước? Chiên. Ba chỉ chiên. Tiếp tục. À, nó mềm và nó thơm đó nha mọi người. Chứ không phải là giống như cái sâu thịt mà trong trong gì đó. Ăn hậu ngon lắm à. Sâu thịt ăn rất là ngon. Không biết tại sao bên này người ta bán mua sâu thịt bự về phải có 7.000 thôi đó. Cái lùng có phô mai dưới thêm 5 bạc nữa. Có phô mai thì thêm 5 bạc. Không, phô mai như là ở Việt Nam cũng có. Thank you.
lại một xíu mi nắc ha. สวัสดีครับผม 50 บาท
đứng vô đây đấy. Thank you.